Làm việc thiện đâu cần đợi. Một số người nghĩ rằng mình phải kiếm thật nhiều tiền để làm việc thiện và phải có nhiều tiền mới có thể làm từ thiện, giúp đời, giúp người. Chính suy nghĩ đó đã bó hẹp phạm vi thiện nguyện của người ấy lại, làm cho họ bỏ qua rất nhiều cơ hội để hiến tặng an vui, kiến tạo những giá trị thiện lành cho mình và người. Làm việc thiện hay gieo nhân lành thực ra không khó và cũng không phải chỉ có tiền mới có thể làm được. Tất nhiên, nếu có điều kiện vật chất, tiền bạc thì dễ dàng thực hiện hơn, nhất là trong những thiện sự cần tiền. Không khó để gieo nhân thiện, đó là khi ta khởi lên một nếp nghĩ, một cái nhìn từ ái dành cho những người bất hạnh mà ta vẫn gặp hàng ngày trong cuộc sống mưu sinh bận rộn, hay những nhân vật trong một bộ phim truyền hình nào đó. Một ánh mắt cảm thông với cô gái bán hoa thay vì cười cợt, chê bai cũng là một ý niệm thiện lành. Một câu nói trung dung, không thêm dầu vào lửa, đủ để người kia bình an, còn người này bớt những sân si, cũng là thiện, cũng là đã tạo ra một nhân tốt đẹp rồi. Bởi một lời khen hay chê quá đáng cũng có thể làm hư một con người. Cái hư của tự huyễn và cái hư của tự ti đôi khi có thể lại giết chết một cuộc đời. Như vậy, làm việc thiện đâu cần phải đợi, miễn là có lòng thành, lòng nhân, tâm từ để có thể cho đi những điều tốt đẹp trong khả năng của mình. Cứ thế mà quán chiếu, mà nghĩ suy thì sẽ thấy đường đi từ đó mà ra. Và mình cứ đi như thế, thật thong dong, không nặng lòng.